chào quý khán giả đang đến với chương trình tin tức Đông Tây được phát sóng trực tiếp vào lúc 6 giờ sáng mỗi ngày trên kênh HTV. Thay mặt cho những người thực hiện chương trình, kính chúc quý vị và các bạn có những ngày nghỉ lễ thật hạnh phúc và bình an bên gia đình, bạn bè. Chương trình tin tức Đông Tây sáng thứ Bảy ngày 27 tháng 4 năm 2019, nhằm ngày 23 tháng 3 năm Kỷ Hợi, có những thông tin đáng chú ý sau đây. Thưa quý vị và các bạn, vào chiều qua, dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Khắc Cường, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam đã trao nghị định thư về yêu cầu thú y và sức khỏe cộng đồng đối với các sản phẩm sữa của Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc. Nghị định thư này được ký kết là cơ sở pháp lý rất quan trọng, tạo điều kiện cho sữa của Việt Nam xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc, thị trường giàu tiềm năng với 1 tỷ 400 triệu người tiêu dùng. Đây cũng là sự cam kết giữa hai chính phủ và các cơ quan chức năng hai nước về việc trao đổi, lưu thông các sản phẩm sữa và sữa để thúc đẩy phát triển chăn nuôi bò sữa, các nguyên liệu phục vụ chế biến sữa và các sản phẩm sữa của Việt Nam trong thời gian tới. Ngoài sản phẩm sữa thì mặt hàng măng cụt của Việt Nam cũng chính thức có thể xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc. Trước đó đã có 8 loại trái cây Việt Nam được phía Trung Quốc nhập khẩu chính ngạch là thanh long, dưa hấu, chôm chôm, xoài, nhãn, dải, chuối và mít. Qua làm việc, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam cũng đề nghị Tổng cục Hải quan Trung Quốc xem xét tăng thêm các doanh nghiệp thủy sản có đủ điều kiện và năng lực của Việt Nam được xuất sang Trung Quốc, đồng thời tiếp tục xem xét các doanh nghiệp gạo đã hoàn tất các thủ tục, đủ điều kiện được xuất khẩu vào Trung Quốc, sớm hoàn tất thủ tục đánh giá rủi ro các loại trái cây do Bộ vừa đề xuất theo thứ tự ưu tiên như sầu riêng, bơ, chanh leo, khoai lang. Trước đó, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã dự phiên khai mạc diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế Vành đai và con đường lần thứ 2 tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc với chủ đề Hợp tác Vành đai và con đường định hình tương lai chung tươi sáng hơn. Và sáng kiến Vành đai con đường khi hoàn thành sẽ tạo thành mạng lưới kinh tế thương mại lớn bao trùm khu vực rộng lớn với dân số là 4 tỷ 400 triệu người và có thể sẽ đạt ra giá trị thương mại là hơn 2.500 tỷ đô la Mỹ trong vòng một thập kỷ. Việt Nam hoan nghênh các sáng kiến và ủng hộ Trung Quốc tổ chức thành công diễn đàn lần này, đồng thời khẳng định sẵn sàng hợp tác với Trung Quốc và các nước xây dựng, thực hiện các chương trình dự án vì mục đích hòa bình, phát triển và thịnh vượng chung trên cơ sở các nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng, cùng có lợi, tuân thủ hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế, tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia tham gia. Dự kiến diễn đàn sẽ bế mạc vào ngày hôm nay và sẽ ra thông cáo chung của hội nghị bàn tròn các nhà lãnh đạo. Tại Trung tâm Dịch vụ Hành chính công tỉnh Phú Yên, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá cao nỗ lực của địa phương trong việc vận hành trung tâm. Đây được xem là bước đột phá trong cải cách các thủ tục hành chính nhằm hướng tới tạo thuận lợi cho nhân dân trong các giao dịch với cơ quan nhà nước. Đến thăm Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên, Phó Thủ tướng đã thăm hỏi động viên các bệnh nhân đang điều trị tại khoa hồi sức tích cực và chống độc. Phó Thủ tướng yêu cầu đội ngũ bác sĩ của bệnh viện phải từng bước nâng cao tay nghề, y đức để đáp ứng tình hình khám chữa bệnh trong tình hình mới hiện nay. Tiếp tục chuyến công tác tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 14. Vào ngày hôm qua, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp xúc với cử tri ở xã Nhân Nghĩa, huyện Phong Điền và các phường trên địa bàn của quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. Tại hai địa điểm trên, Chủ tịch Quốc hội đã trả lời đầy đủ, rõ ràng các kiến nghị của cử tri. Qua đây cho thấy sự quan tâm và có trách nhiệm của người đứng đầu Quốc hội đối với bà con trước những bức xúc kéo dài, cần phải có câu trả lời thỏa đáng. Tại xã Nhân Nghĩa, Chủ tịch Quốc hội cho biết, đối với Quốc hội, trong phân bổ nguồn lực, chú ý dành một phần để chống hiện tượng sạt lở, xâm nhập mặn cho vùng. Sắp tới, Quốc hội sẽ triển khai phân bổ nguồn vốn dự phòng trong đầu tư công trung hạn, chú ý tới những địa phương bị sạt lở nghiêm trọng nhằm bảo vệ tài sản và tính mạng nhân dân. Về ý kiến của cử tri tại Phong Điền về sự cần thiết đầu tư các tuyến giao thông trọng điểm cho đồng bằng sông Cửu Long, Chủ tịch Quốc hội cho biết, đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận đã được triển khai nhưng gặp một số vướng mắc. Do đó, trong phiên họp tới của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét tìm giải pháp để giải quyết những khó khăn nhằm đảm bảo công trình được tiếp tục thi công theo tiến độ. Chủ tịch Quốc hội cũng chia sẻ với cử tri về tình hình giá điện, giá xăng tăng, ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân. Đồng thời cho biết chính phủ có giải pháp bình ổn giá cả, cũng như tìm đầu ra cho sản phẩm trong một số trường hợp. Chủ tịch Quốc hội cũng đã liên hệ giá xăng dầu hiện nay tăng,
theo đúng quy định, kể cả khi giao quyền cho doanh nghiệp điều chỉnh giá, các cơ quan chức năng cũng thực hiện giám sát. Trước đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tham dự lễ kỷ niệm 44 năm Ngày Giải phóng Cần Thơ, Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, Ngày Quốc tế Lao động 1 tháng 5 và 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tham dự lễ kỷ niệm còn có đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo thành phố Cần Thơ, quý mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang, các cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên trên địa bàn. 44 năm qua, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố Cần Thơ luôn đoàn kết nhất trí một lòng, từng bước khắc phục hậu quả từ những vết thương chiến tranh, thực hiện chính sách đền ơn đáp nghĩa những người có công với nước, vượt qua khó khăn, ổn định chính trị, khôi phục và phát triển kinh tế xã hội. Đặc biệt năm 2019 là mốc đánh dấu thành phố Cần Thơ tròn 15 năm trực thuộc Trung ương, 10 năm trở thành đô thị loại 1, với nhiều thành tựu nổi bật về kinh tế, văn hóa, xã hội và xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh. Ra đời từ kháng chiến chống Pháp 1946, tiền thân là văn phòng liên khu quỹ, văn phòng khu quỹ khu 5 với gần 800 người đã không ngại hy sinh gian khổ, tận tụy phục vụ, kịp thời cho lãnh đạo khu quỹ. Đặc biệt, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ khu 5 vào tháng 12 năm 1973. Đây là tiền đề quan trọng để các chiến dịch tấn công giải phóng Tây Nguyên, giải phóng Nam Trung Bộ thắng lợi. Mới đây, văn phòng khu quỹ khu 5 vừa vinh dự đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Tại buổi lễ, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng chúc mừng danh hiệu cao quý mà cán bộ chiến sĩ văn phòng khu quỹ khu 5 đã đạt được và khẳng định sau gần 30 năm chiến đấu, công tác, đơn vị đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần to lớn vào cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Giữ vững và phát triển vùng khí mới cho cách mạng miền Nam. Quý khán giả đang theo dõi chương trình tin tức Đông Tây được phát sóng trực tiếp vào lúc 6 giờ sáng mỗi ngày trên kênh HKTV. Và tiếp tục là một số tin tức đáng chú ý khác. Thưa quý vị, liên quan đến các vụ gian lận điểm thi tại 3 tỉnh Hà Giang, Hòa Bình, Sơn La, trước thông tin báo chí phản ánh về việc gia cảnh của các thí sinh được nâng điểm dần lộ diện và thể hiện dấu hiệu của hành vi đưa hối lộ, nhận hối lộ. Cụ thể, điểm thi của các thí sinh sẽ được nâng lên từ 28 điểm trở lên, bất kể điểm thực là bao nhiêu, cho thấy dấu hiệu của hành vi chạy trường là rất rõ. Phụ huynh của các thí sinh đều có chức vụ, cần làm rõ và là căn cứ để xử lý tội đưa hối lộ và nhận hối lộ đúng với thực chất của vụ việc. Điều dư luận quan tâm là khi báo chí lần lượt công bố danh sách các thí sinh gian lận cho thấy đa số đều là con cái của hàng loạt cán bộ, lãnh đạo các sở, ngành, huyện, thị ở địa phương. Vì việc này, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ Công an chỉ đạo khẩn trương kiểm tra, xác minh thông tin phản ánh nêu trên. Nếu có dấu hiệu tội phạm thì phải khởi tố, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 25 tháng 5 năm 2019. Thưa quý vị và các bạn, kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm nay sẽ được tổ chức từ ngày 24 tháng 6 cho đến ngày 27 tháng 6 với 886.000 thí sinh đăng ký dự thi. Trong đó thì có hơn 653.000 thí sinh đăng ký lấy kết quả để xét tuyển đại học cao đẳng. Để chuẩn bị tốt cho kỳ thi thì Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có công văn gửi Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Bộ Giao thông Vận tải, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam về việc phối hợp chỉ đạo tổ chức kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia tuyển sinh năm 2019. Bộ Giáo dục Đào tạo chỉ đạo các ngành các cấp phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện thuận lợi để việc vận chuyển đề thi, bài thi đảm bảo an toàn tuyệt đối, tăng cường phương tiện đảm bảo giao thông, có các phương án kịp thời giải tỏa ách tắc giao thông trong các ngày thi, không để thí sinh đến dự thi muộn do ách tắc giao thông, đồng thời ưu tiên bán vé tàu xe cho cán bộ, giảng viên đại học cao đẳng về tỉnh tổ chức thi và thí sinh đi thi, đảm bảo chế độ miễn giảm giá vé cho thí sinh đi thi và có phương án cụ thể xử lý các tình huống thiên tai bất thường. Bên cạnh đó, Bộ yêu cầu các địa phương cho cán bộ làm công tác thi phải nắm chắc các quy định về tổ chức thi. Bản thân các trường trung học phổ thông phải nắm thông tin và hướng dẫn chi tiết cho phụ huynh học sinh về mọi thông tin của kỳ thi, đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, mọi gian lận và sai phạm sẽ bị xử lý nghiêm.
Mới bước vào kỳ nghỉ lễ thôi nhưng mà tình hình giao thông tại các địa phương trọng điểm đã có chuyển biến phức tạp. Bên cạnh sự nỗ lực của ngành giao thông và các đơn vị chức năng thì chính những người dân đi lại cũng cần chú ý lựa chọn những lộ trình và phương tiện phù hợp cho mình để tránh ảnh hưởng từ việc quá tải giao thông. Dân và giới hành khách di chuyển từ bến xe miền Tây, một trong hai bến xe trọng điểm của thành phố Hồ Chí Minh, hôm nay sẽ càng vất vả hơn khi dự báo sẽ vào đợt cao điểm. Để đảm bảo an toàn, tạo sự yên tâm cho người dân đi lại bằng xe khách trong dịp lễ, lực lượng chức năng thành phố Hồ Chí Minh đã đồng loạt ra quân kiểm tra điều kiện an toàn kỹ thuật của phương tiện tại các bến xe trên địa bàn thành phố. Bến xe miền Tây dự báo lượng khách sẽ tăng thêm 2-4% so với dịp lễ năm ngoái. Trong đó cao điểm sẽ dồn vào ngày đầu tiên với 62.000-65.000 khách một ngày, tương đương ngày cao điểm của Tết Nguyên Đán. Ngoài việc đảm bảo các nhà xe không tăng giá vé quá mức quy định, lực lượng chức năng đã đẩy mạnh kiểm tra an toàn của phương tiện và việc chấp hành các quy định kỹ thuật của tài xế trước khi cho xe xuất bến, giúp hành khách có một hành trình thuận lợi an toàn. Với lưu lượng xe cộ và người dân đi lại tăng cao trong những ngày này, thì nhiều trạm BOT đang cân nhắc về tình hình, nếu quá tải thì cần phải xả trạm ngay. Vào ngày hôm qua, tại trạm thu phí số 2 Đồng Xoài Phước Long, đoạn qua xã Bù Nho của huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước, nhiều tài xế đã dừng xe và đề nghị xả trạm thu phí vì không đồng ý với việc là thu phí 2 lần đoạn đường từ Phước Long về Đồng Xoài. Sự việc kéo dài khoảng 30 phút. Dù được đại diện công ty BOT Đồng Xoài Phước Long giải thích, nhưng các tài xế vẫn không chịu rời trạm. Đại diện trạm thu phí số 2 Đồng Xoài Phước Long đã kêu gọi sự trợ giúp của lực lượng thanh tra giao thông, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình Phước, lực lượng cảnh sát giao thông cơ động đến hỗ trợ. Bên cạnh đó, để giảm tải áp lực cho lưu lượng xe đi qua, ban lãnh đạo trạm BOT Đồng Xoài Phước Long đã quyết định xả trạm cho khoảng 10 lượt xe, chủ yếu là các xe phản đối việc thu phí qua trạm. Trước đó, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bình Phước có nhiều ý kiến mong muốn tỉnh xem xét bỏ bớt các trạm thu phí đặt không phù hợp để giảm chi phí cho các doanh nghiệp khi đầu tư vào tỉnh. Chiều qua, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an phối hợp với Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an ra quân thực hiện kiểm tra việc sử dụng ma túy của tài xế và xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trên các tuyến cao tốc cả nước. Tín hiệu đáng mừng là buổi kiểm tra thực hiện với 20 trường hợp nhưng không phát hiện lái xe nào dương tính với ma túy. Qua kiểm tra, tài xế xe container, xe tải, xe khách, xe từ 8 chỗ trở lên trên tuyến cao tốc Pháp Vân, Cầu Giẻ, các đơn vị trực tiếp kiểm tra chất ma túy trong mẫu nước tiểu của lái xe cho biết, hơn 20 tài xế đa phần chấp hành và ủng hộ chủ trương này. Đồng thời, qua quá trình mạnh tay xử lý của lực lượng chức năng, các công ty vận tải cũng có trách nhiệm hơn trong việc tuyển chọn và quản lý lái xe. Tuy nhiên, việc ra quân kiểm tra gặp những khó khăn nhất định. Các doanh nghiệp, vận tải, lái xe thường thông tin móc nối với xe ôm cò mồi, theo dõi và tìm hiểu vị trí, tuyến tuần tra kiểm soát của cảnh sát giao thông để thông báo cho các lái xe lưu thông nhằm thay đổi lộ trình, trốn tránh sự phát hiện kiểm tra. Thông tin chúng tôi vừa cập nhật, thưa quý vị, một đường dây tổ chức đánh bạc có quy mô rất lớn vừa bị triệt phá. Đường dây này hoạt động có tổ chức trên địa bàn của nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Số tiền cá cược lên đến hơn 30.000 tỷ đồng, tức là lớn gấp 3 so với đường dây đánh bạc ngàn tỷ ở Phú Thọ, từng gây chấn động dư luận. Bằng hình thức đánh bạc trực tuyến, trang website fxx88.com đã thu hút hàng trăm ngàn tài khoản người chơi. Để tham gia thì các con bạc tạo tài khoản và nạp tiền vào tài khoản ngân hàng đại diện của nhà cái. Hình thức thanh toán của đường dây đánh bạc này chủ yếu qua hệ thống ngân hàng bằng các dịch vụ chuyển tiền ngân hàng online, dịch vụ chuyển tiền nhanh. Một thủ đoạn vô cùng tinh vi và hoàn toàn mới xuất hiện trong đường dây này, đó là các đối tượng tổ chức đánh bạc đã thuê tài khoản ngân hàng của những công nhân xe ôm với giá từ 1 triệu đến 5 triệu đồng một tháng một tài khoản. Mục đích là để che giấu hành vi chuyển tiền đánh bạc. Có những trường hợp mở hàng chục tài khoản ở cùng một ngân hàng để cho thuê. Sau khi thuê tài khoản ngân hàng, các đối tượng sử dụng số điện thoại trong nước nhưng lại thực hiện giao dịch chuyển khoản ở nước ngoài. Dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, hơn 30 tổ công tác gồm lực lượng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, cảnh sát hình sự, cảnh sát cơ động tiến hành khám xét khẩn cấp và triệu tập các đối tượng tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Khánh Hòa, Phú Yên, Đồng Nai, Long An, Bạc Liêu, Cà Mau. Và chúng tôi sẽ còn tiếp tục thông tin về đường dây đánh bạc khủng này khi có những tình tiết mới nhất. Thưa quý vị, tiếp tục diễn biến mới nhất liên quan đến thảm án gây chấn động dư luận trong những ngày qua.
ba mạng người ra đi quá ngủn vì lý do không đâu. Qua thu thập chứng cứ, tài liệu điều tra, trong tối qua, cơ quan công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Trọng Luận, sinh năm 1985, ngụ phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên để điều tra về hành vi giết người. Trước đó, qua sàng lọc các đối tượng nghi vấn, công an đã mời Luận về trụ sở để làm việc và y đã thừa nhận hành vi sai trái của chính mình. Chỉ trong vòng chưa đầy một ngày kể từ khi phát hiện vụ việc, đối tượng có lý lịch bất hảo, ăn chơi lêu lỏng, đánh bạc, nghiện ma túy. Chỉ vì thù giặc, tự ái, không được một trong ba đối tượng, ba nạn nhân cho xem phim nhạy cảm tại nhà mà đối tượng đã nhẫn tâm giết chết. Và càng nhẫn tâm cho hành, càng căm phẫn cho hành vi mất hết tính người này bao nhiêu, thì chúng ta lại càng xót xa cho những nạn nhân xấu số. Được biết, nghi can Trần Trọng Luận sau khi gây án đã uống 50 viên thuốc cảm để tự tử nhưng bất thành. Hiện sức khỏe của đối tượng này không ổn định, được điều trị theo dõi tại bệnh viện và bị giám sát nghiêm ngặt. Chiều qua, cán bộ công an và viện kiểm sát đã vào bệnh viện để làm việc với đối tượng này. Phía công an cho biết bước đầu xác định nghi can Trần Trọng Luận gây án một mình, chưa phát hiện đồng phạm. Công an cũng không đưa ra nhận định vụ án do mâu thuẫn tình cảm hoặc do cướp tài sản. Bước đầu nghi can khai do bực tức thua cờ bạc và thù giặc trong cuộc sống nên ra tay sát hại ba mạng người để trả thù. Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho hay, qua công tác kiểm tra đã xác định đối tượng Phan Trọng Luận không có nghề nghiệp ổn định, nghiện ma túy và có máu đỏ đen. Biết rằng pháp luật sẽ trừng trị nghiêm minh kẻ thủ ác này, nhưng nỗi đau của những người xấu số không thể nào có thể bù đắp được. Thưa quý vị, ma túy thật sự đang là hiểm họa của toàn xã hội. Những hệ lụy bi kịch mà nó để lại hết sức nặng nề, không chỉ cho người nghiện, gia đình họ mà là cho cả cộng đồng. Những vụ án do người nghiện gây nên đã không phải là hiếm hoi và mức độ nguy hiểm cũng đáng báo động. Và cũng liên quan đến ma túy, mới đây, trong lúc kiểm tra xe máy của nam thanh niên 28 tuổi, Công an tỉnh Đồng Tháp phát hiện tạm giữ 15 kg ma túy tổng hợp. Đây là số ma túy được bắt giữ lớn nhất từ trước đến nay tại Đồng Tháp. Đối tượng đang bị tạm giữ để điều tra về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy là Nguyễn Văn Chạy, 28 tuổi, ngụ huyện An Phú, tỉnh An Giang. Theo cảnh sát, sáng ngày 25 tháng 4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Đồng Tháp đã phát hiện kiểm tra xe máy do Chạy điều khiển tại xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự. Với biểu hiện nghi vấn, trong hai túi xách trên xe, cảnh sát phát hiện có 15 túi ni lông chứa tinh thể màu trắng, nghi là ma túy. Qua giám định, số hàng hóa này là ma túy tổng hợp với trọng lượng gần 15 kg. Để khích lệ tinh thần, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã thưởng nóng và trao bằng khen cho tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc. Khoảng 10 giờ 30 phút ngày 23 tháng 4, trong lúc tuần tra trên đường, đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Long Xuyên phát hiện Võ Thị Tuyết Nhi điều khiển xe mô tô chở theo con nhỏ đang dừng xe cặp lề đường có biểu hiện nghi vấn tàng trữ trái phép chất ma túy. Qua kiểm tra, phát hiện và thu giữ trong người Nhi 7 bọc ni lông bên trong có chứa tinh thể rắn, được Nhi khai nhận là ma túy đá. Nhận của một đối tượng ở Cần Thơ đem lên thành phố Long Xuyên, chưa kịp tiêu thụ thì bị bắt quả tang. Do Nhi đang nuôi con nhỏ nên cơ quan công an đã cho gia đình bảo lãnh để tiếp tục điều tra. Công an thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh vừa phá chuyên án bắt giữ hai vợ chồng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ gần 1.3 kg ma túy các loại là Nguyễn Thị Phượng và chồng là Nguyễn Phụ Long. Được biết, cơ sở của hai vợ chồng Phượng và Long là điểm ma túy Bong Ke tồn tại lâu ngày, gây bức xúc trong nhân dân, gây tình trạng phức tạp về an ninh trật tự tại địa phương. Liên quan đến việc phát hiện hàng trăm xác thai nhi bị dứt bỏ trong bãi rác đang gây phẫn nộ dư luận những ngày vừa qua. Ai cũng xót xa cho số phận của các em và lên án những ai đã tàn nhẫn bỏ đi giọt máu vô tội của mình. Chiều tối ngày 26 tháng 4, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cà Mau đã tổ chức họp báo thông tin về bước đầu kết quả kiểm tra vụ 300 xác thai nhi lẫn trong rác mà lãnh đạo nhà máy rác thành phố này đã báo cáo bằng văn bản hồi đầu tuần. Làm việc với đoàn kiểm tra, lãnh đạo nhà máy rác thành phố Cà Mau lý giải do thời gian quá lâu, đất bị sạt lở và do một số hoạt động tôn tạo kênh mương của nhà máy, cho nên nhiều phần mộ của các em bị thất lạc. Lãnh đạo nhà máy cũng khẳng định, vào tháng 6 năm 2013, từng có báo cáo tình trạng phát hiện xác thai nhi lẫn trong các xe rác, nhưng chưa được tỉnh quan tâm hỗ trợ giải quyết. Và việc lãnh đạo nhà máy có văn bản gửi tỉnh về tình trạng xác thai nhi lẫn trong rác, không nhằm mục đích xin cấp thêm đất, chỉ mong được tỉnh hỗ trợ ngăn chặn tình trạng bỏ xác thai nhi trong rác, vừa bất nhẫn, vừa gây khó khăn cho hoạt động của nhà máy.
Tại cuộc họp báo, ông Nguyễn Văn Dũng, quyền giám đốc Sở Y tế tỉnh Cà Mau cho rằng không thể hình dung được con số 300 xác hài nhi trong 7 năm như báo cáo của nhà máy rác thành phố Cà Mau. Theo ông Dũng, thai nhi lưu lại trong bệnh viện của tỉnh trong nhiều năm qua nằm ở mức trên dưới 10 em một năm và được xử lý theo cách hoặc là người nhà nhận về chôn cất hoặc được hỏa thiêu đúng theo quy định, không có chuyện bỏ lẫn vào rác. Vậy thì 300 xác hài nhi này ở đâu ra? Trả lời câu hỏi này, ông Dũng bảo không đoán được. Chương trình xin được chuyển sang các thông tin kinh tế đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn hơn một tháng nữa là giải thiều sớm vào vụ thu hoạch. Dự kiến thì như mọi năm, Trung Quốc vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất. Thế như vụ giải năm ngoái, cả người dân và doanh nghiệp còn lúng túng với quy định mới của thị trường Trung Quốc, thì năm nay, lần đầu tiên, thị trường này chính thức cấp mã vùng trồng cho diện tích giải thiều lục ngạn đạt tiêu chuẩn xuất khẩu sang Trung Quốc. Thế nhưng năm nay, giải giảm sản lượng, có nơi là thậm chí mất mùa. Hợp tác xã Hồng Xuân có 10 hectare giải thiều, vụ này sản lượng ước đạt 600 tấn, giảm 30% so với năm 2018. Đại diện hợp tác xã cho biết thời tiết bất thuận nên sản lượng bấp bênh những năm gần đây. Năm 2017, giải mất mùa tới 80%. Thay vì lo lắng thất thu do giải giảm sản lượng, nhiều hộ dân trồng giải lại hy vọng giá sẽ cao do mất mùa. Đáng nói là năm nay, ngoài 200 hectare đã được Bộ Nông nghiệp Mỹ cấp mã số vùng trồng đạt chuẩn xuất khẩu đi thị trường Mỹ, toàn bộ diện tích còn lại lần đầu tiên cũng được Trung Quốc cấp mã số vùng trồng chứng nhận đạt tiêu chuẩn xuất khẩu. Nhưng sản lượng vụ này lại giảm tới 40% so với năm trước. Cơ quan chức năng nhận định, biến đổi khí hậu đang đặt cây giải thiều trước những thách thức lớn. Nếu không có những giải pháp về khoa học kỹ thuật, đặc biệt là giống giải thích nghi được với điều kiện thời tiết ấm, thì rủi ro có thể xảy ra ở những niên vụ tiếp theo. Còn tại miền Tây, nhiều diện tích lúa hè thu mới xạ của người dân ở huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp chết đột ngột chưa rõ nguyên nhân. Diện tích lúa xạ lại đến 2 lần nhưng vẫn không lên cây, nông dân rất lo lắng. Chỉ tính riêng tại xã Thường Phước 2, diện tích lúa bị chết lên đến 43 hectare. Ghi nhận thực tế tại cánh đồng khu đê bao 2.600 hectare ở hai xã Thường Phước 2 và Thường Thới Tiền. Tại những nơi lúa bị chết, xuất hiện nước màu vàng xanh cùng rong nổi trên bề mặt. Nhiều lão nông cho biết hiện tượng này chưa từng xảy ra trong những năm qua. Mấy ngày gần đây, giá lúa thương phẩm tại huyện Trần Văn Thời, Cà Mau bắt đầu tăng trở lại. Nhiều người rất phấn khởi. Cụ thể, các loại giống lúa hạt dài như OM6162 và các loại lúa thơm được thương lái thu mua từ 6.400 đồng trở lên, tăng hơn lúc mới thu hoạch khoảng từ 1.000 đến 1.200 đồng một ký. Theo nhận định của người dân, do đầu vụ giá lúa xuống thấp, cộng với không có thương lái thu mua, nhiều hộ dự trữ lại nên lượng lúa trong dân còn khá lớn. Nông dân Bạc Liêu vô cùng vui mừng khi giá lúa tiếp tục tăng từ 500 cho đến 1.500 đồng một ký so với thời điểm trước đó. Cụ thể, nàng hoa chính có giá từ 5.600 cho đến 5.700 đồng một ký, tăng 600 đến 650 đồng một ký. Đài thơm 8 từ 5.500 đến 5.600 một ký, tăng thêm 500 đồng một ký. Giống RVT có giá 6.000 đồng một ký, tăng 1.000 đồng một ký. ST24 có giá 6.500 đồng một ký, tăng 1.500 đồng một ký. Giá lúa hiện tại đang khởi sắc trở lại và thời tiết nắng tốt nên thuận lợi cho việc thu hoạch. Trong những ngày cao điểm của đợt nắng nóng, nhu cầu giải nhiệt của người dân tăng mạnh, trong đó trái dừa là thứ giải nhiệt rất phổ biến và được ưa thích. Hiện nay tại thành phố Nha Trang, nơi có rất đông lượng khách du lịch, mức tiêu thụ dừa đang ngày càng nhiều đã khiến cho giá dừa tăng vọt. Nếu ngày thường, dừa bán ra từ 7 đến 8 ngàn đồng một trái, thì đến nay đã lên 13 ngàn đồng một trái. Riêng dừa sim lên đến 17 ngàn đồng một trái so với trước đây, cao nhất chỉ từ 10 đến 12 ngàn đồng. Tuy giá dừa tăng vọt nhưng cung vẫn không đáp ứng đủ cầu, do Nha Trang không phải là xứ dừa. Những ngày này, các dừa thu mua dừa tại Nha Trang luôn tất bật để kịp cung ứng dừa cho khách, các điểm bán lẻ, các nhà hàng, khách sạn để phục vụ người dân. Như chúng tôi từng giới thiệu đến quý vị, chiếc điện gió, một sáng chế độc đáo của nông dân ở Hậu Giang với một ưu điểm vượt trội, đó là tiết kiệm điện. Và công năng mới nhất mà chủ nhân của chiếc điện gió này vừa tiết lộ, đó là khả năng tiết kiệm điện rất tuyệt vời cho những ai muốn sở hữu nó. Thông tin chi tiết về chiếc máy kỳ diệu này sẽ được chúng tôi giới thiệu trong phần sau của chương trình.
Thưa quý vị và các bạn, hơn 30 triệu người Việt Nam mua sắm trực tuyến. Thông tin này được đưa ra trong một hội thảo về kinh doanh thương mại điện tử vừa diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Theo dự đoán thì cho đến năm 2025, Việt Nam hoàn toàn có thể đạt tốc độ tăng trưởng thương mại điện tử thuộc nhóm dẫn đầu Đông Nam Á. Và Cục Cạnh tranh và Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cho biết, tổng doanh thu kinh doanh thương mại điện tử liên tục được tăng lên, vào năm 2018 là hơn 8 tỷ đô la Mỹ, tăng 30% so với năm 2017 và tăng gấp đôi so với năm 2015. Số liệu từ Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số cho thấy, từ năm 2016 đến năm 2018, thì tốc độ tăng trưởng trung bình thương mại điện tử Việt Nam đã đều tăng trên là 25%. Tuy nhiên, vẫn còn những tiềm ẩn đằng sau về hình thức kinh doanh trực tuyến này. Thưa quý khán giả, tìm kiếm một bộ phim chiếu rạp trên các web không có bản quyền, đó là thói quen của rất nhiều người hiện nay. Mong muốn được thưởng thức những tác phẩm điện ảnh lớn nhưng lại đòi hỏi sự miễn phí. Và miễn phí, đó là điều thực sự hấp dẫn đối với bất kỳ ai. Song trên thực tế thì điều đó đã và đang vô tình làm quỷ quại sáng tạo của người nghệ sĩ nói riêng và rất nhiều các ngành nghề khác nói chung. Nói một cách xa hơn nữa thì nó đã gây ra những thiệt hại không nhỏ cho nền kinh tế đất nước. Và theo số liệu thống kê thì 10 năm trước đây tỷ lệ vi phạm bản quyền tại Việt Nam lên đến 98%. Cho đến nay thì con số này đã giảm còn 78%, song đó vẫn là một tỷ lệ rất cao. Đạo diễn Việt Tú hiện đang được xem là một trong những nghệ sĩ nỗ lực hành động vì vấn đề bản quyền tại Việt Nam. Từng phải đi kiện để đòi lại quyền sở hữu sáng tạo tác phẩm của mình và thắng kiện. Song đạo diễn này cũng khẳng định, việc kiện có chi phí rất tốn kém và đây là điều cực chẳng đã đối với một nghệ sĩ như anh. Hiện tại, vi phạm bản quyền trong lĩnh vực văn hóa giải trí chỉ là một phần trong thực trạng vi phạm bản quyền hiện nay ở nước ta. Trong bối cảnh công nghệ phát triển mạnh mẽ, việc chậm trễ trong nhận thức, hiểu biết về vấn đề bản quyền đã và đang khiến cho câu chuyện này ở nước ta vẫn mãi chưa thể có hồi kết. Còn những người làm việc sáng tạo, họ vừa phải liên tục làm ra những điều mới mẻ, vừa phải tự nghĩ cách để bảo vệ chính mình. Thưa quý vị và các bạn, di tích cổng Ngọ Môn, lầu Ngũ Phụng. Đây chính là cổng chính phía nam của Hoàng Thành Huế, được xây dựng vào năm Minh Mạng thứ 14, khi mà Triều Nguyễn quy hoạch lại mặt bằng kiến trúc hoàn thành. Đây là một trong những công trình có kiến trúc nghệ thuật đặc biệt của di tích Huế. Tuy nhiên, thì theo thời gian, di tích đã bị ô nhiễm sinh học, mất đi diện mạo ban đầu vốn có, cũng như là công trình cũng mất đi màu sắc và vẻ đẹp nguyên gốc. Dần dần nằm trong chuỗi chương trình tài trợ văn hóa trên toàn cầu của tập đoàn Carter từ năm 1980, nhằm giúp bảo tồn các công trình văn hóa, di tích lịch sử. Công trình đã được đội ngũ chuyên gia làm sạch của tập đoàn đảm trách, mang lại hiệu quả bất ngờ chỉ sau 2 tuần và chính thức bàn giao dự án. Bằng phương pháp sử dụng máy hơi nước nóng Carter và đầu phun đặc biệt để tạo ra áp lực hơi nước lên bề mặt đá, gạch, hệ thống gia nhiệt có thể tạo ra hơi nước với nhiệt độ tối đa khoảng 100 độ C, giúp loại bỏ hoàn toàn các loại chất bẩn, ô nhiễm sinh học bám trên tường thành, cũng như tiêu diệt chất bẩn ở dưới bề mặt, cư trú sâu hơn ở bên trong các lỗ đá, trả lại diện mạo ban đầu vốn có của công trình. Đây là phương pháp hiện đại, làm sạch công trình có bề dày lịch sử lâu đời, nhưng vẫn đảm bảo thân thiện với môi trường, đồng thời không làm tổn hại đến chức năng của vật liệu kiến trúc, từ đó góp phần bảo tồn và giữ gìn các kiến trúc di sản được lâu bền hơn. Thưa quý vị và các bạn, xây dựng cát là một trong những cuộc thi thường niên và năm 2016 là năm đầu tiên cuộc thi này được diễn ra. Năm nay, cuộc thi xây tượng cát trên bãi biển được tổ chức với quy mô và giải thưởng hoành tráng nhất từ trước tới nay. Khu vực bãi biển trước công viên Biển Đông đã trở thành một không gian sáng tạo nghệ thuật không giới hạn và hoàn toàn miễn phí cho những người tham gia. Có thể thấy Đà Nẵng đã chứng tỏ bãi biển tuyệt đẹp của mình không chỉ lý tưởng để du khách đắm mình trong làn nước mát những ngày hè, mà còn là địa điểm tuyệt vời cho các hoạt động sáng tạo nghệ thuật ngoài trời. Đó cũng là một trong những hoạt động mở đầu cho chương trình khai trương mùa du lịch biển Đà Nẵng 2019 tại bán đảo Sơn Trà và các bãi biển của thành phố. Kéo dài từ nay đến hết ngày 1 tháng 5, chương trình không chỉ mang đến không khí vui tươi sôi nổi, mà còn truyền đi thông điệp, kêu gọi sự chung tay của cộng đồng trong việc bảo vệ môi trường, chống rác thải nhựa, sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường.
Vào ngày 11 đến ngày 14 tháng 5 tới đây, chương trình Năm Du lịch Quốc gia 2019 và Festival Biển Nha Trang Khánh Hòa lần thứ 9 sẽ chính thức được diễn ra với chủ đề Nha Trang sắc màu của biển. Gần 60 hoạt động lễ hội, văn hóa, nghệ thuật đặc sắc được thể hiện những nét đẹp về hình ảnh, văn hóa, con người của vùng đất Nha Trang Khánh Hòa. Trong chuỗi hoạt động có nhiều sự kiện, nội dung mang đậm chất giá trị văn hóa truyền thống vùng đất Sườn Trầm, Biển Yến của Khánh Hòa nói riêng và Duyên Hải Nam Trung Bộ. Thưa quý vị và các bạn, như thường lệ, vào mỗi dịp nghỉ lễ của đất nước thì nhiều bộ ngành cùng với các cơ quan có liên quan tăng cường về công tác chuyên môn nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu của nhân dân và bảo đảm cho kỳ nghỉ lễ của người dân được vui tươi, an toàn. Hiện tại, cả nước đang bước vào kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 dài ngày với những dự báo quá tải về các điểm vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng, ùn tắc giao thông. Đi liền với đó là mối lo về nạn ép giá, chặt chém, mất an toàn vệ sinh thực phẩm và nhất là nguy cơ tai nạn giao thông rình rập. Để đảm bảo cho người dân có kỳ nghỉ lễ vui tươi, an toàn, lực lượng giao thông đã sẵn sàng tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại các điểm đen để kéo giảm ùn tắc giao thông, nhất là các cửa ngõ ra vào thành phố. Nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 kéo dài 5 ngày. Đây được xem là kỳ nghỉ lễ khá dài ngày trong năm. Do đó, lượng người và phương tiện tham gia giao thông sẽ tăng đột biến vào ngày đầu tiên, cũng như ngày cuối cùng của kỳ nghỉ. Mỗi dịp nghỉ lễ, Tết, dài ngày, tai nạn giao thông vẫn luôn là nỗi ám ảnh với không ít người. Có thể thấy, trong 4 ngày nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 vào năm 2017, tai nạn giao thông đã cướp đi sinh mạng của 98 người, bị thương 90 người. Tính trung bình mỗi ngày có gần 25 người ra đi vì tai nạn. Còn tính riêng kỳ nghỉ lễ năm 2018 dù chỉ 3 ngày, song tai nạn giao thông cũng làm chết 52 người, bị thương 46 người. Mới đây nhất, cũng có tới 66 người chết và 60 người bị thương vì tai nạn giao thông trong 3 ngày nghỉ lễ Dỗ Tổ Hùng Vương vừa qua. Nguyên nhân từ lâu đã được xác định là do ý thức, người tham gia giao thông còn chưa tuân thủ nghiêm ngặt pháp luật. Sự lơi lỏng, bỏ trống trận địa, trách nhiệm không cao, đặc biệt là yếu tố tiêu cực của đội ngũ thực thi công vụ trong lĩnh vực giao thông là nguyên nhân rất quan trọng khiến việc xử lý ý thức giao thông không hiệu quả. Ngoài chuyện tai nạn giao thông thì các dịch vụ đi lại, vui chơi giải trí cũng bắt đầu tăng giá. Hiện tại, bến xe miền Tây đã có 58 trong tổng số 142 đơn vị vận tải tăng giá vé dưới 40% so với giá vé ngày thường, tăng từ ngày 26 cho đến ngày 28 tháng 4. Số lượng vé bán trước tại bến đã hơn 22.000 vé. Số vé còn lại bán qua mạng của các đơn vị có thương hiệu 58.000 vé. Khả năng cung ứng của bến xe còn lại 120.000 vé. Các doanh nghiệp vận tải đều phải ký cam kết không chở quá số ghế quy định, cung cấp đủ vé cho bến xe, niêm yết đầy đủ giá vé trong và ngoài xe, không thu cao hơn giá vé đã đăng ký. Riêng tại công ty cổ phần bến xe Tàu Phà Cần Thơ, lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 sẽ có khoảng 17.000 đến 18.000 lượt hành khách. Bến xe đã phối hợp với các doanh nghiệp vận tải tăng khoảng 700 cho đến 800 chuyến một ngày. Còn tại sân bay Tân Sơn Nhất, ngày cao điểm, sân bay sẽ phục vụ hơn 124.400 lượt hành khách một ngày, tăng 4% so với cùng kỳ năm ngoái. Lập chốt xử lý nghiêm những vi phạm, đặc biệt là vi phạm về tốc độ, chở quá số người quy định, lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường thủy, tăng giá vé trái quy định. Các bến xe phải tăng cường kiểm tra, phát hiện, xử lý các nhà xe, đơn vị kinh doanh vận tải, vận chuyển chất cấm, chất cháy nổ, gây nguy hiểm. Kiên quyết không cho xuất bến các xe không đủ tiêu chuẩn chất lượng, chở quá tải hàng quá, nhồi nhét hành khách. Tất cả những hoạt động đó đều hướng đến mục tiêu phục vụ người dân, bảo đảm cho một kỳ nghỉ lễ của đất nước không chỉ vui tươi mà còn an toàn, để sau mỗi kỳ nghỉ lễ sẽ không còn trăn trở với những con số đáng buồn về tai nạn giao thông. Nhưng để đạt được mục tiêu ấy, cũng rất cần mỗi người dân đề cao ý thức bảo vệ an toàn cho chính mình và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng. Thưa quý khán giả,
Đuối nước ở nước ta đang là vấn nạn khi nó cướp đi hàng ngàn sinh mạng mỗi năm. Trong đó, đa số vụ đuối nước thương tâm xảy ra là đối với trẻ em. Thời gian qua đã có nhiều gia đình phải chịu cảnh đau đớn, tang thương khi mà con em ra đi vì đuối nước. Đau lòng hơn khi tất cả đều là những học sinh chăm ngoan, học giỏi, là niềm hy vọng của gia đình, nhà trường và bà con địa phương. Và thời tiết nắng nóng trong những ngày vừa qua không chỉ khiến cho tình hình cháy nổ tăng cao, mà số trường hợp đuối nước cũng gia tăng. Các bậc phụ huynh nên chú ý con em mình nhiều hơn, để không thì nỗi đau mang tên đuối nước sẽ không xảy ra. Và thông tin chúng tôi vừa nhận được ở xã Sơn Hà của huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên là lại vừa ghi nhận một vụ đuối nước thương tâm làm cho hai em học sinh lớp 8 của trường trung học cơ sở Sơn Hà tử vong, hết sức đau lòng. Ngày 25 tháng 4, sau khi đi học thể dục về, 7 học sinh lớp 8 trường trung học cơ sở Sơn Hà rủ nhau đến hồ Giáng Tiên của xã để vui chơi. Sau đó 3 em học sinh xuống hồ để tắm, chẳng may gặp luồng nước sâu nên cả 3 cùng đuối nước. Tuy nhiên có một học sinh ở gần bờ hơn nên bạn bè đi cùng cứu được. Còn hai em Phạm Như Ý và Nguyễn Lê Khánh Ly bị cuốn ra xa dẫn đến đuối nước và tử vong. Nhận được tin báo, chính quyền địa phương và người dân đã tiến hành tìm kiếm thi thể các em và bàn giao cho gia đình. Trong đó, hoàn cảnh của em Nguyễn Lê Khánh Ly rất khó khăn. Bà mắc bệnh suy thận. Các nhà hảo tâm và bà con hàng xóm phải giúp lo hậu sự. Thời tiết nắng nóng, các bé thường trốn gia đình đến các ao hồ sông suối để tắm. Nguy cơ đuối nước là rất cao. Các bậc phụ huynh và nhà trường cần đặc biệt quan tâm nhắc nhở để tránh những trường hợp đáng tiếc có thể xảy ra. Tiếp theo là vụ án đang gây chấn động cả phố núi Pleiku. Thưa quý vị, một nam sinh lớp 11 và một người bạn đang chở nhau trên xe máy ra về sau khi tan trường thì bị nhóm thanh niên lạ mặt chặn đánh. Chạy được khoảng 700m thì nhóm thanh niên lạ mặt đuổi kịp. Và diễn biến tiếp theo của sự việc khiến người đi đường không khỏi bức xúc và càng lo ngại trước vấn nạn giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực, hung khí trong học đường hiện nay. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 11 giờ 30 phút trưa qua, sau khi tan học, em Trần Hoàng Nhật, sinh năm 2002, học sinh lớp 11A7 của trường trung học phổ thông Pleiku, cùng với một học sinh khác chở nhau trên xe máy ra về. Khi ra khỏi cổng trường, Nhật bị nhóm người lạ gồm 4 thanh niên đuổi theo đánh. Sau khi Nhật chạy được khoảng 700m thì bị ngã xe, một nhóm thanh niên đuổi kịp và lao vào hành hung dùng dao đâm. Sau đó nhóm thanh niên lên xe bỏ chạy, Nhật được người dân đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Thật đau lòng khi biết được Nhật là một học sinh ngoan, hiền, chỉ vì một sự việc nhỏ mà phải mất mạng. Sở giáo dục đã cử cán bộ đến động viên thăm hỏi gia đình. Thông tin chúng tôi vừa cập nhật từ cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Gia Lai cho biết, tối qua đã bắt được đối tượng đâm chết em Nhật là Trương Đình Anh Nguyên, sinh năm 2001. Tại cơ quan công an thì bước đầu Nguyên khai nhận có mâu thuẫn qua Facebook với nạn nhân. Sau giờ tan học buổi sáng thì đối tượng này đã đến cổng trường tìm để nói chuyện rồi xảy ra án mạng. Thưa quý vị, còn đây là hiện trường của một vụ tai nạn giao thông xảy ra vào trưa qua tại cầu vượt Linh Xuân, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Theo nhiều nhân chứng cho biết, trước khi gặp nạn, nạn nhân có nhiều biểu hiện không bình thường. Theo đó, vào khoảng 10 giờ hôm qua, một xe container đang chạy trên quốc lộ 1 hướng An Sương về Suối Tiên. Khi lên dốc cầu vượt ngã tư Linh Xuân thì tông trúng một nam thanh niên đi bộ. Tai nạn làm cho nam thanh niên ngã xuống đường, bị bánh xe container cán chết tại chỗ. Ảnh hưởng từ vụ việc làm cho giao thông trên quốc lộ 1 ùn tắc nghiêm trọng. Theo các nhân chứng, vào sáng cùng ngày, nạn nhân đi bộ lên cầu rồi đứng nói chuyện điện thoại rất lâu. Sau đó người này lao ra đường như một xe container đã thắng kịp. Ít phút sau, anh này nhảy qua làn đường ngược lại và lao vào gầm xe và bị cán chết. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Phú, tỉnh An Giang vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Văn Hậu, cư trú ấp Mỹ Thuận, xã Mỹ Phú, huyện Châu Phú, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, thông qua mạng xã hội, Hậu quen biết với anh Nguyễn TH và hai bên có ý định trao đổi phụ tùng xe của mình. Đến ngày 7 tháng 4, Hậu hẹn gặp anh TH đến tiệm sửa xe để thay đổi phụ tùng. Tuy nhiên, anh này thay đổi ý định. Bức xúc, Hậu lấy lý do kiểm tra xe nên đã mượn điện thoại và xe của nạn nhân để chạy thử và sau đó bỏ trốn. Biết mình bị lừa, nạn nhân trình báo công an, Hậu bị bắt giữ ngay sau đó. Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Trà Vinh phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh vừa kiểm tra đột xuất công ty may mặc Race Vina đặt tại ấp Ô Răng, xã Long Sơn, huyện Cầu Ngang, phát hiện công ty có hành vi xả nước thải vệ sinh chưa qua xử lý ra môi trường.
Công ty được xây dựng và dựng hành từ năm 2016 do bà Trần Thu Hà, 39 tuổi, có hộ khẩu ở thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai làm giám đốc. Tại thời điểm kiểm tra, đoàn ghi nhận công ty không xây dựng hệ thống xử lý nước thải theo quy định. Nước thải hầu hết được thải trực tiếp ra tự nhiên, bốc mùi hôi thối. Công ty không có báo cáo đánh giá tác động môi trường. Tại đây, đoàn kiểm tra còn phát hiện công ty có hành vi chôn lấp chất thải rắn và chất thải nguy hại không đúng quy định. Đoàn kiểm tra đã thu mẫu nước thải để kiểm định, yêu cầu công ty thu gom chất thải rắn và lập biên bản vi phạm để xử lý theo quy định. Thưa quý khán giả, trong tình hình thời tiết nắng nóng như thiêu như đốt như hiện nay, thì nhu cầu tiêu thụ điện của người dân tăng cao, cộng thêm với đó là giá điện tăng thêm 8,36%, thì nỗi lo về chi phí mà hàng tháng phải trả là con số không nhỏ đối với nhiều hộ gia đình. Một thông tin hữu ích sau đây sẽ phần nào giúp cho bà con tiết kiệm được điện năng. Tại tỉnh Hậu Giang, thì có một nông dân đã sáng chế thành công thiết bị điện gió chỉ với 25 triệu đồng, sử dụng được quanh năm mà không tiêu tốn điện lưới quốc gia và đang được nhiều bà con trong khu vực tìm đến để đặt mua. Và chủ nhân của chiếc điện gió độc đáo này chưa tiết lộ về khả năng là sản sinh dòng điện của thiết bị và khả năng tiết kiệm điện rất tuyệt vời mà nông dân nào cũng muốn có được và sở hữu nó. Bây giờ thì xin được mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu chi tiết về sáng chế để đời của lão nông chân đất này ngay sau đây. Ở cái tuổi 60, người thợ cơ khí này vẫn chưa cho phép mình nghỉ ngơi. Khi nguồn ý tưởng từ những khó khăn của bà con vùng quê chưa có lưới điện quốc gia, ông Lê Hữu Bá đã vận dụng kinh nghiệm và tìm tòi học hỏi để sáng tạo ra hệ thống điện gió. Điểm đặc biệt của hệ thống là ông đã nghiên cứu và thiết kế các chỉ số trên cánh quạt và tua bin, dù sức gió tại Hậu Giang chỉ 4 đến 5 mét trên giây, thay vì 6 đến 7 mét trên giây mà quạt vẫn quay tạo ra gió. Theo ông Bá, tính hết tất cả các chi phí lắp đặt, hệ thống này chỉ 25 triệu đồng. Như gió kiểu nào, gió quẩn hoặc gió theo luồng hoặc gió gì đó, thì tốc độ gió là khoảng bao nhiêu mét giây. Thì từ đó mình mới tính là cánh quạt, cái bề bản cánh quạt, rồi chiều dài cánh quạt, rồi độ nghiêng cánh quạt. Thì cho nó phù hợp với tốc độ gió đó, với khu vực đó. Để cánh quạt quay, ông Bá đã mất nhiều thứ và thời gian để hàn tiện, lắp ghép hoàn chỉnh một số bộ phận như tua bin phát điện, bộ tăng tốc, bánh lái điều chỉnh hướng gió và cánh quạt. Phần quạt được đặt cách mặt đất 12m với 8 cánh quạt, mỗi cánh dài 1m2 để đón gió. Khi cánh quạt hoạt động sẽ truyền những nguồn năng lượng vào hệ thống tua bin và công suất 1000W sẽ tạo ra dòng điện 3 pha. Dòng điện này được dẫn tới một bộ điều khiển là thiết bị điện tử bộ sạc có chức năng điều hòa tự động quá trình nạp điện vào ắc quy để tích trữ điện tại bình. Tại đây, qua các kết nối đúng cực của bộ chuyển đổi inverter sẽ chuyển dòng điện một chiều DC 12V thành dòng điện xoay chiều AC 220V để kết nối với các thiết bị sử dụng điện. Với hệ thống này, mỗi giờ sẽ tạo ra được 1 kW điện tương đương 1000W. Khi đó sẽ sử dụng cùng một lúc máy bơm nước một ngựa tương đương 750W, bóng đèn 40W, TV khoảng 100W. Dựa trên trung bình theo sức gió mạnh hay yếu, mỗi ngày hệ thống điện gió sẽ tạo ra trên 10 kW điện, mỗi năm trên 3.600 kW. Đặc biệt, bình tích trữ điện 100A sẽ tích điện để các thiết bị hoạt động ổn định, ngay cả khi gió yếu hoặc không quay. Với lợi ích này, theo tính toán, một ngày ông Bá tiết kiệm hơn 20.000 đồng, một tháng là khoảng 600.000 đồng. Chỉ hơn 3 năm rưỡi là ông lấy được vốn, trong khi tuổi thọ của hệ thống này kéo dài hơn 5 năm. Ông có lời là một chuyện, nhưng hơn thế, sáng tạo này đã giúp tiết giảm được nguồn điện từ lưới điện quốc gia, giải quyết bài toán thiếu điện sinh hoạt ở những vùng sâu, vùng xa, những trang trại nông nghiệp. Theo ông Bá, nếu muốn sử dụng các thiết bị điện có công suất cao hơn thì chỉ cần nâng công suất của tua bin và bình tích trữ điện để nguồn điện ổn định. Vì vậy, hệ thống điện gió này đã được nhiều bà con địa phương tìm hiểu và đặt làm. Nó minh chứng cho sự nỗ lực sáng tạo không ngừng nghỉ của nông dân miền Tây để khắc phục những khó khăn và nâng cao hiệu quả trong sản xuất và sinh hoạt. Thưa quý khán giả, ở thành phố Cần Thơ, có một người đàn ông cứ ngày 2 buổi sáng chiều đưa đò miễn phí cho học sinh. Nhiều người cho rằng ông lo chuyện bao đồng,
Thế nhưng việc làm này đã giúp cho ông có được niềm vui trong cuộc sống mỗi ngày. Dân và quý khán giả có biết không, cũng vì tấm lòng yêu mến học sinh và muốn nối nghiệp gia đình mà ông đã gắn bó với công việc này hơn 30 năm qua và đưa rước biết bao thế hệ đến trường. Và người đưa đò ấy chính là ông Lê Văn Duyên, ngụ ở ấp Đông Thạnh, xã Đông Thuận, huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ. Như thường ngày, bến đò của ông Duyên lúc nào cũng đông học sinh, nhưng đông nhất là vào đầu giờ học và lúc tan trường. Để học sinh không chờ đợi lâu, hết chuyến này đến chuyến khác, ông Duyên miệt mài đưa các em qua sông. Phía bên kia bờ sông có 3 trường mẫu giáo, tiểu học và trung học cơ sở với gần 1.000 học sinh. Hàng ngày học sinh ở bờ bên này muốn đi học đều phải đi đò của ông Duyên. Xuất phát từ lòng yêu mến học sinh và muốn nối nghiệp gia đình, ông Duyên đưa đò miễn phí cho học sinh đến nay đã hơn 30 năm. Nhiều người nói ông làm chuyện bao đồng, nhưng ngày nào không đưa học sinh là ông cảm thấy buồn, nhất là lúc học sinh nghỉ hè. Bởi vậy, dù có chuyến đò chỉ có 1-2 em, ông Duyên cũng đưa. Lúc bận chuyện đồng án không đưa đò được, hai đứa con ông sẽ đảm nhiệm việc này. Trong hàng chục năm qua, chưa một học sinh nào bị trễ học do lỡ chuyến đò qua sông. Sao mà thấy cảm thấy là học trò thầy cô giáo có đi học, mình thấy sao mà tự trong lòng nó thấy nó hơi vui hơn cái thời gian mà mình không có đưa. Học sinh ngày càng đông, chiếc đò của ông qua năm tháng cũng cũ dần và ngày càng trở nên chật chội. Để đảm bảo an toàn giao thông và tiếp tục kế thừa công việc của mẹ mình là đưa đò miễn phí cho học sinh. Mới đây, ông từ bỏ hàng chục triệu đồng để đóng mới con đò. Nhiều học sinh phấn khởi và vô cùng biết ơn tấm lòng của ông Duyên, bởi có không ít học sinh được ông Duyên đưa đò miễn phí, từ mẫu giáo đến phổ thông trung học. Con muốn ông Tư học khỏe mạnh để đưa cho con đi học hàng ngày. Cũng vì lòng yêu mến học sinh, ông Duyên cho biết sẽ thực hiện công việc này đến khi nào sức khỏe không cho phép thì mới thôi. Lúc đó, ông sẽ giao cho các con ông đảm đưa công việc này. Và như vậy, sẽ vẫn có nhiều thế hệ học sinh tiếp tục được đi đò miễn phí của cha con ông Duyên. Tấm lòng thiện nguyện, giàu lòng nhân ái của ông Duyên thật đáng quý. Tiếp tục chương trình tin tức trong tay sáng nay là ít phút dành cho câu chuyện sai bức ảnh. Mời quý vị cùng lắng nghe câu chuyện mà anh Tuấn Anh mang đến trong buổi sáng hôm nay. Thưa quý khán giả, vào năm 2016, có một người đàn ông 41 tuổi đến Việt Nam với những câu hỏi lớn, nhưng thậm chí còn không có một chữ tiếng Việt lận lưng. Nhiều người ngạc nhiên bởi vì anh có ngoại hình cũng như bao người Việt Nam khác, cho tới khi biết rõ mục đích anh đến Việt Nam là để tìm lại người mẹ bị thất lạc 43 năm. Thông tin đáng vui mừng khi mới đây cuộc trùng phùng giữa hai mẹ con đã diễn ra. Nhiều chi tiết bất ngờ phía sau câu chuyện xúc động này xin được kể cùng quý vị trong câu chuyện sáng nay. Anthony, sinh năm 1974, là một trong gần 100 trẻ em Việt Nam được đưa đến nước Anh trong chiến dịch Baby Leave năm 1975 bằng số tiền tài trợ của một tổ chức nhân đạo. Rời quê hương từ khi 9 tháng tuổi, Vance trải qua phần lớn cuộc đời ở phía Bắc Ireland của xứ sở sương mù. Cho tới năm 13 tuổi, anh nhận ra sự khác biệt của mình với những đứa trẻ khác. Vì ngoại hình, màu da và khuôn mặt không giống với mọi người xung quanh. Khi ông bà Mark Alheny kể về việc nhận nuôi Vance, họ nói rằng họ không có thông tin gì về cha mẹ ruột của anh. Không ai biết liệu họ đã chết hay vẫn còn sống. Cha mẹ nuôi chỉ còn giữ lại tờ giấy khai sinh với cái tên Nguyễn Văn Tân. Nhưng điều đó cũng gieo cho anh hy vọng và sự thôi thúc trong Vance phải đi tìm lại cội nguồn của mình ngày một lớn. Một phần trong tôi nghĩ rằng có thể mẹ đã mất bởi thời gian đã quá lâu. Một phần khác nói với tôi rằng tôi phải đi tìm câu trả lời và rũ bỏ nỗi ám ảnh dằn vặt tâm hồn tôi bấy lâu. Tại sao bố mẹ sinh tôi ra không nuôi dưỡng lại đưa vào cô nhi viện? Vance Mark Alheny chưa bao giờ nguôi ngoai về quá khứ bí ẩn của mình. Anh tìm đến dự án A Place to Call Home của một cơ quan báo chí địa phương nhờ giúp đỡ tìm kiếm thông tin người thân ở Việt Nam. Manh mối duy nhất là mẫu giấy năm xưa. Khi mà chương trình lên sóng thì anh được nhiều người gọi đến nhận là bố mẹ. Thế nhưng trực giác mách bảo rằng họ không phải là ruột thịt của anh. Năm 2016, Vance về Việt Nam lần đầu tiên tìm mẹ, nhờ các kênh thông tin báo chí giúp đỡ nhưng mà không thành công.
Vance tiếp tục chờ đợi. Đến một ngày thì anh nhận được tin nhắn của cô gái Việt Nam tên Hương qua Facebook và thư điện tử. Từ đây anh biết sự thật về mẹ ruột của mình. Trong tin nhắn, Hương gửi cho Vance bức ảnh anh còn nhỏ chụp cùng mẹ, kèm theo một số thông tin ở quê Nhơn. Theo người này, mẹ của Vance tên là Lê Thị Anh. Từ nguồn thông tin ít ỏi, năm 2017, Vance bay về Việt Nam lần nữa. Nhờ sự giúp đỡ của bà Nguyễn Nga, giám đốc của một trung tâm nhân đạo ở quê Nhơn, và chị Hương đưa đến gặp mẹ. Sau này anh mới biết Hương là con gái của cậu ruột, em trai của bà Lê Thị Anh. Mẹ tôi sống tại Quy Nhơn. Cuộc gặp đầu tiên, bà ôm chầm lấy tôi, bật khóc nức nở, nói tôi giống bố đẻ như đúc. Trái tim tôi mách bảo, mẹ đây rồi. Nhưng từng đó năm xa cách, không có chút liên lạc nào. Tôi cảm thấy xa lạ với bà, không dồ dập. Mẹ sốc vì sự xa cách của con trai. Tôi sốc vì không dám tin rằng mẹ đẻ đang đứng trước mặt mình. Vance từng trách bố mẹ bỏ rơi anh. Chỉ đến khi nghe mẹ ruột kể, từng lớp quá khứ dần được hé mở. Tên khai sinh của anh là Nguyễn Thành Châu. Hơn 40 năm bà anh không ngừng tìm kiếm con trai. Mọi giấy tờ kỹ thuật liên quan đến Vance được bà lưu giữ cẩn thận. Năm 1975, khi Vance được 8 tháng tuổi, bà anh bị bệnh nặng, nằm viện 2 tháng trời. Loạn lạc xảy ra, bố Vance bỏ đi không lời từ biệt. Trong tình thế đó, người thân đưa Vance vào cô nhi viện ở Gền Tráng, Quy Nhơn nhờ chăm sóc, để bà anh khỏe lại sẽ đón ra. Nào ngờ Vance được đưa vào thành phố Hồ Chí Minh, di chuyển lên máy bay sang Anh theo chiến dịch Không Giận Trẻ Em. Nghe tin con trai bị đưa sang nước ngoài, bà anh gần như hóa điên, bỏ đi lang thang khắp nơi tìm con. Hơn 40 năm trời, bà ở dậy dành công sức nghe ngóng thông tin đứa con thất lạc năm nào. Đau đớn đi tìm mẹ, nhưng mà lần đầu gặp mặt, Vance lại không dồ dập, háo hức như là trong tưởng tượng mà anh từng khao khát. Có thể bởi vì cảm xúc của một người đàn ông bị dồn nén quá lâu. Cũng có thể lúc đó Vance còn giận mẹ vì sau bao nhiêu năm đã bỏ rơi mình. Đến khi biết được người mẹ ấy đã quá điên khi lạc mất con và hơn 40 năm qua cũng tìm con qua những thông tin mơ hồ về chuyến bay định mệnh, thì Vance đã không còn oán giận nữa mà muốn làm tròn bổn phận báo hiếu với mẹ của mình. Thưa quý khán giả, mặc dù mọi thông tin là trùng khớp đến 90% thì vẫn còn khoảng 10% có thể nhầm lẫn. Cho nên Vance và bà Lê Thị Anh đã quyết định đi làm xét nghiệm ADN. Ngày nhận kết quả, Vance dở òa vì hạnh phúc. Họ là hai mẹ con mà định mệnh đã chia xa 43 năm đằng đẵng. Tháng 2 năm 2018, Vance và mẹ ruột chính thức nhận lại nhau. Từ cuộc họp mặt đầy xúc động đó, anh đã xem Việt Nam là quê hương. Năm nào cũng về Việt Nam, sống cùng mẹ 3 tuần. Vance đã yêu và đã kết hôn với một cô gái Việt Nam tên Lê Hằng. Đám cưới của họ tổ chức theo phong tục Việt Nam với sự chứng kiến của mẹ. Vance chia sẻ. Vợ tôi đang có thai hơn 2 tháng, mẹ sẽ được bế đứa cháu nội của mình. Cuối cùng ước nguyện của mẹ đã thành sự thật. Cảm ơn mẹ vì tất cả. Bốn mươi ba năm cách xa, cuộc tìm kiếm mẹ ruột của Vance là một hành trình khó khăn với vô số những thăng trầm. Nhưng mà cuối cùng, anh đã có một cái kết rất đẹp đoàn viên. May mắn cho Vance vì những nỗ lực cuối cùng đã được đáp đền xứng đáng. Và Vance cho biết anh sẽ thực hiện các hoạt động từ thiện với Trung tâm Nga Nguyễn, một cơ sở đã hỗ trợ người khuyết tật, cho anh thêm đầu mối về dì sơ đã nhận anh tại viện trẻ mồ côi Gền Ráng cũ. Cũng từ đây mà anh đã tìm ra manh mối đầu tiên trong hành trình tìm lại mẹ. Anh nói rằng, tôi đã được trao cơ hội thứ hai và bây giờ tôi cũng muốn giúp đỡ những trẻ em khác. Vâng, thật đẹp và thật ngọt ngào với những dự định của Vance.
Và chúng tôi thật sự rất vui mừng nếu như được kể thêm nhiều câu chuyện đoàn tụ người thân. Bởi sau chiến tranh hơn 40 năm, nhiều phận đời vẫn còn đang tìm kiếm nhau trong khao khát và mong chờ. Và mỗi một cuộc đoàn tụ là nỗi đau sẽ được xoa dịu bớt, hạnh phúc và nụ cười sẽ được nhân đôi. Mừng cho Vaz sẽ có cuộc sống hạnh phúc bên mẹ của mình và những hành trình thiện nguyện trên đất nước Việt Nam sẽ được thành công.